Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Ngốc nghếch tạo nên điều kỳ diệu. Cách đây vài năm, tôi khởi nghiệp kinh doanh bằng việc buôn bán đồ jean. Vì chưa có nhiều kinh nghiệm nên khi bán được một nửa lô hàng, tôi mới phát hiện một số sản phẩm bị lỗi. Làm sao giờ? Đã quá thời hạn trả hàng nên nhà cung cấp sẽ không chịu nhận lại hàng. Nhưng nếu mình không bán hết lô hàng này thì chắc chắn lỗ nặng. Chán thiệt đó. Kava, cậu có thể bán chỗ đồ riêng đó cho bà Anna, có lẽ bà ấy đang cần. Trang phục riêng chỉ phù hợp với thanh niên như chúng ta thôi. Bà Anna đã già, lại không có con cháu. Bà mua những thứ này làm gì cơ chứ? Bà ấy nhờ tôi chuyển lời tới cậu như vậy. Cậu tin hay không thì tùy. Thôi, mình cứ tới gặp bà Anna coi sao. Ồ, Kava, con vào nhà đi. Có phải bà muốn mua đồ jean của con không ạ? Phải đó, bà muốn mua hết chỗ đồ jean còn lại theo giá thị trường. Con sẽ bán chứ. Bà ơi, đây đều là những sản phẩm lỗi. Con không bán đi đâu được. Bà thực sự muốn mua ư? Ôi, con yêu, hàng lỗi mà đẹp thế này ư? Thực ra bà ấy không hợp với những bộ trang phục này một chút nào. Nhưng bà ấy lại muốn mua. Có lẽ bà thích phong cách này chăng? Dù sao mình cũng chỉ cần bán được hàng thôi mà. Paul, cậu đi đâu thế? Cậu biết đó. Dạo trước mình bán giày thể thao nhưng lỗ quá. Bà Anna nhắn rằng bà muốn mua hết số giày bị ế, nên mình đang tới gặp bà đây. Chúc cậu đắt hàng nha. Xin anh chỉ dùm tôi đường tới nhà bà Anna, phố World, đi thẳng về phía trước. Tới ngã tư thứ hai thì quẹo trái. Rất cảm ơn anh. Mỗi lần thấy tôi đi qua nhà, bà ấy đều cho tôi $5 đó. Kỳ lạ thiệt. Bà không mắc chứng lẩn thẩn về giá đó chứ. Tự nhiên đi làm mấy việc vô bổ mà chỉ có kẻ ngốc mới làm. Thôi mặc kệ, dù sao thì cũng nhờ bà ấy mà mình xả hết lô hàng lỗi. Thế là tốt rồi. Một tối nọ, tôi vừa mở tivi lên thì thấy bà Anna đang trả lời phỏng vấn của phóng viên. Cùng trả lời phỏng vấn đó còn có một vị bác sĩ, chuyên gia tim mạch nổi tiếng nhất thành phố. Thì ra bà Anna bị bệnh tim. Mấy năm trước, bác sĩ đã chẩn đoán rằng bà không sống được bao lâu nữa. Nhưng gần đây khi khám lại cho bà, bác sĩ phát hiện bệnh tình của bà đã khỏi hẳn. Quả là một điều kỳ diệu. Nhiều người đùa rằng chỉ có kẻ ngốc nghếch mới có thể hoàn toàn khỏi bệnh này. Vì chỉ có kẻ ngốc mới không bị kích thích bởi các yếu tố bên ngoài. Bà có cảm thấy mình ngốc nghếch không? Không, tôi không phải kẻ ngốc. Ngược lại, trước kia tôi vốn là một người rất tinh anh, làm gì cũng tính toán chi li. Có lúc cả đêm tôi mất ngủ chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt tầm phào. Sau đó tôi phát hiện mình mắc bệnh tim nghiêm trọng. Tôi nghe nói chỉ có kẻ ngốc mới có thể khỏi bệnh. Từ đó trở đi tôi quyết định trở nên ngốc nghếch. Làm thế nào để trở nên ngốc nghếch ạ? Rất đơn giản, chỉ cần làm ngược lại với người thông minh là được. Dần dần, tôi phát hiện mình thích làm một kẻ ngốc, vì điều đó khiến tấm lòng vốn hẹp hòi của tôi trở nên độ lượng, cởi mở hơn rất nhiều. Benjamin, một nhà văn người Anh, từng phát biểu: "Những người tức giận vì những chuyện nhỏ nhặt thường không sống thọ."
Có lẽ vậy. Nếu luôn cáu giận vì những chuyện không quá quan trọng, thường xuyên bất an, đau khổ, ta sẽ chẳng thể gặp được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hãy luôn giữ cho mình tinh thần độ lượng, bao dung, theo đuổi những điều tốt đẹp. Đó mới là giá trị cốt lõi và ý nghĩa thực sự của cuộc sống, các bạn ạ.